Đang ở đâu đây? Em xin chào cả nhà mình. Hôm nay em lại có về đương quy cuối vụ nhé, đương quy cuối vụ. Hàng rễ cây nhào củ nó hơi nó nhỏ nhưng mà rễ nó cực to, cực đẹp nha các bác nhá. Rễ này về rễ nó như thế này. Rễ nó to thì về ngâm trên bình rượu nhìn nó đẹp. Em bán hôm nay em chia đơn em bán này, hàng cuối vụ cũng không còn nhiều nữa. Đơn đầu tiên là 7 củ. 7 củ này em bán 200 nghìn này. Rễ to đẹp. Rễ này. Có những củ rễ nó to. Đây là ngâm vào bình nhìn nó đẹp ấy. 7 củ này em bán 200 nghìn này. Tiếp đơn thứ 2 cũng 7 củ. 200 nghìn. Các cái đơn 7 củ này em đều chia đều như nhau nhé. Rễ này. Rễ củ rất là to. Rễ nó to ấy, củ thì không được to lắm nhưng rễ nó rất to nên là ngâm vào bình nó đẹp. 7 củ này cũng 200 nghìn. Cuối vụ rồi, từ giờ ăn Tết chắc cũng không còn đương quy nữa, ít nữa. Hình phải chờ ăn sang năm mới có đương quy tiếp nhé. Hình tiếp là hình số 3, 7 củ này 200 nghìn. 7 củ này 200 nghìn nhé, các bác nhé. Về các bác ngâm được, có thể ngâm được 2 bình. 2 bình vừa vừa. Mỗi bình là tầm 3 củ đến 4 củ là đẹp. Hình thứ tư, 5 củ này 150 nhá. 5 củ 150, rễ cũng rất là to. Đương quy mà được những cái rễ như thế này là to rồi các bác này, là đẹp rồi này. Hình này hình số 5. 5 củ này cũng 150. 5 củ 150 các bác nhá, cũng đều rễ to. Đấy. Với lại ba kích tím, hôm nay thì em có ít thôi. Ba kích tím 230.000 một cân nhá các bác nhá. Đấy, hôm nay rễ nó già. Rễ nó già này. 230.000 một cân ba kích tím. Ba kích tím thì ngâm bình nó lên như thế này các bác này. Các bác chỉ cần ngâm 2 đến 3 ngày là màu tím nó lên luôn. Nó lên rất là nhanh nha các bác nhé. Đương quy đây, các bác về dùng máy rửa xe máy ấy, xịt nếu áp suất lớn thì nó sẽ trắng được bông thì bình rượu nó sẽ đẹp. Tam thất, sâm cau ngoài bình này. Ngoài ra nhà em vẫn bán những cái bình ngâm sẵn như này các bác nhé. Bình ngâm sẵn này, cái bình to, bình cao này là 750.000 một bình đương quy này. Ba kích tím, cái bình này là bình hàng đắt này. Bình bé này cũng 750.000 này. Đấy. Còn cái bình này là